Hello, Hồng An chào mọi người. Và cũng như đợt trước thì Hồng An hôm nay xin ráp cái bộ nồi 7 số cho anh em trên cái kênh xe máy Hồng An độc là chiếc Sài Gòn. Và trước tiên Hồng An cũng xin thông báo anh em là những cái lỗi mà mình thường gặp và trước khi mình ráp mình phải canh chỉnh như thế nào cho nó ngon, cho nó chỉnh. Sẵn một hai chi tiết cũng rất là quan trọng nha anh em. Sẵn trước khi ráp mình cũng phải cần xử lý những cái chi tiết nhỏ nhưng mà nó là lại rất là lợi hại nha anh em ha. Trước tiên là chẳng hạn như trước khi anh em ráp cái bộ nồi vô á, trước tiên là quan trọng nhất là mình có đa số là những anh thợ họ ưa làm biếng lắm nha anh em, nhớ kiểm tra cái lượt nhớt nè. Nếu mà nó dơ, nó bám bụi trơn á là khi mình ráp vô á cái độ bơm nhớt nó sẽ bị yếu nha. Đó, nó bị cạn cái nhớt lại dơ rồi nó không bơm nhớt lên trên đây được, đâm ra nó dễ ảnh hưởng tới cam cò súp bắp bạc đạn bê tông nha anh em ha. Đâm ra trước khi mình ráp mình cũng nên để ý chịu khó mở cái này ra mình kiểm tra, nếu như vậy là nó sạch nè. Thường là nó rất là dơ, nếu mà nó dơ thì anh em lấy ra mình rửa, lấy cây súng xịt mình xịt lại cho nó sạch sẽ mình ráp vô. Cái miếng lưới này là miếng cặn nè, nó lượt những cái dơ để nó hút lên cái bơm nha anh em, thấy không, nhìn kỹ anh em, nó lên cái bơm nè, nó bơm lên đây rồi bắt đầu nó bơm nó sẽ chui qua đây nha anh em, chui qua đây nó sẽ nuôi, nó lên đầu lọc nó nuôi cam cò ở đây hết. Bộ phận này là bộ phận bơm nhất, bơm nuôi cam nuôi cò là cái bộ phận bơm nhất này nha anh em. Xe mình có hai cái bơm nhất để nó nuôi cái bộ phận máy nha. Cái này là bộ phận nhất này, nó bơm đây nè, nó nuôi bạc đạn cam cò. Cái thứ hai là cái nuôi dơ là nằm ở đây nha anh em ha. Thường những anh em nhiều khi rất ít nào để ý lắm, với mình quên để ý đi ha. Chỗ này là chỗ nhớt nó nuôi cây dơ nha anh em, thấy không, nó máy cái đường luôn đó. Và trước khi ráp mình cũng chịu khó nha anh em ha. Một, nếu ở nhà anh em có cây súng xịt á, mình xịt vô mấy cái lỗ, thấy không, xịt vô mấy cái lỗ này. Và nếu mà không có súng xịt thì mình chịu khó mình lấy cái cây nào dơ đó, nhọn nhọn mình quấy vô nè, thấy không, rất là dơ nè. Chỗ này là chỗ bơm, nhưng mà cái chuông nồi nó sẽ nằm trong trong đây nè, rất là dơ, thấy không. Đâm ra phải vệ sinh nó sạch hết mấy cái đường lỗ lỗ bơm này nè. Nó nuôi dơ nha anh em ha. Nó nuôi cây dơ đó anh em. Đâm ra mình phải vệ sinh cho nó, thục cho nó sạch sẽ hết, đừng có để bị nghẹt anh em. Nếu nghẹt là cây dơ nó dễ bị lột lắm. Thục hết. Bốn lỗ nha anh em ha, nhớ nha. Đó, mình lấy cái súng mình xịt cho đây luôn. Đó, nó sẽ nuôi hết những cái cây dơ mình, những cái đường dơ rồi nó nuôi cái tai nè, nuôi bạc đạn, nuôi ắc nè, đó là nuôi trong trọng đó anh em ha. Rồi ok. Và trước khi mình vô số mà anh em thường gặp cái tình trạng mà vô số mà nó hơi bị dướng á là anh em nên coi đây nha. Nhưng khi vô số bị dướng á, nó không được cắt hết á, anh em nhớ coi chỗ này nè anh em. Cái này gọi là cái cần lừa số nha, cần lừa số, thấy không. Đó, tại Hồng An bị kẹt cái tay rồi anh em đó. Cái này là móc nè, cái sao nè anh em đó, thấy chưa. Đó, hai cái mấu này mà nó bị mòn nha anh em là nó vô số rất là khó nha, nó sẽ bị dấp nha anh em ha. Vô là vô không có hết, nó hơi bị dướng, anh em phải chịu khó đạp mạnh nó mới vô được hết, là do cái bộ phận này nha anh em. Cái cần lừa số này nè, nó rất là quan trọng nha. Khi nó đẩy sâu anh em thấy không, nó đẩy sâu đẩy tới nè, móc tới nè, móc tới nè. Đó, cái trước cái sau thấy không, móc sau thì nó cũng phải ok, móc trước cũng phải ok, nó hai cái bấu này nó phải chuẩn nha. Thì khi mình xài lâu dài cái cây cặn lừa nó bị cong cũng khó vô số lắm nha anh em ha. Với một cái nó bị quát cái con của nó đó, đâm ra vô số rất là khó, phải chịu khó nhắn mạnh nó mới vô được, là do cái này nha anh em ha, nhớ nha. Móc trên móc dưới á, đó. Đâm ra mình làm xe mình cũng phải để ý những cái trường hợp này. Nhiều khi anh em mình cái kinh trình độ mình không có tới, bắt đầu mình moi ra làm tùm lum tá la hết, thực sự nó chẳng có gì đâu anh em ha. Đó, cái này đó vô số mà 1, 2, 3, 4 hay số nào không chỉ nó dướng á, nó đạp không hết á, là anh em phải coi ha, coi cái cần lừa cũng rất là quan trọng. Thứ hai là cái này nữa nha anh em, cái đỡ nha. Đó, cái này mà nó bị mẻ, nó bị bể cũng khó vô số lắm nha anh em.
Nhưng mà nó rất là khó, bể khó lắm nha anh em ha, mà mình cũng phải kiểm tra luôn ha. Đó, thật sự con heo nó khó lắm ha, nhiều cái nguyên lý lắm nha anh em ha. Nói chung về bộ phận máy nó nhiều cái phức tạp lắm, nó nhỏ nhưng mà nó không phải là nhỏ nha. Nhiều khi anh em làm hoài không biết được cái bệnh đâu anh em ha. Đó, nhiều khi Hồng An chỉ cái clip là cho những anh em nào mà đã biết nghề rồi, làm qua nghề rồi, Hồng An nhắc khéo một tí, nhiều khi anh em quên á, phải không? Đó, những cái này nó rất là khó, nhiều khi không ai để ý đâu anh em ha. Nhiều khi vô số tới vô số lui nó hơi bị dướng á, nó vô không được ngọt ngào đó, mình cũng phải kiểm tra đó, cái thằng này luôn đó, đó vậy đó ha. Nó đạp cho hết luôn anh em thấy không? Đó, đó đi bị dướng thấy không? Đó, dướng là nhiều khi nó bị mòn, nó cũng bị dướng nên thấy chưa? Mà ở đây là mình chẳng qua mình quay bằng cái tay thôi anh em thấy không? Hết số nè, đó, hết số nè anh em thấy không? Đó, số 1 nè là nó sẽ quay cái bánh này thấy không? Đó, đó hết số đó, số 0 đi, hết số đó, số 1 đó. Cái thứ hai nữa là anh em nên để ý khi mình ráp cái chuông á, ráp bộ nồi mà muốn nó êm, nó không có bị gõ anh em nên nhớ nha. Trước khi mình ráp mình thử anh em, có thể mình thử ha, mình ráp vô mình đút cái chuông thôi anh em, không cần thử cái nồi sao đâu anh em. Nè anh em thử nè, nếu mà cảm giác mà nó lắc tới lắc luôn nè, thấy không? Nè để Hồng ăn nè, chịu khó chút nha, nó nhịp anh em, nó nhịp anh em thấy không? Hồng ăn chặn lại nha, đó, chặn lại mà cái chuông mà nó nhịp á anh em, nghe không? Nghe đi gõ không? Nhịp từ đâu anh em? Nhịp từ chỗ này nè anh em, nè thấy không? Đó nhịp đó, ở chỗ này nó nhịp nè, tạo độ rơ nó hơi nhiều nha anh em ha, nó hơi nhiều rồi nha anh em. Anh em ráp thế nào mà cho nó độ rơ nó ít thôi, nhịp ít thôi anh em, nó vừa nhẹ thôi. Còn cái này là nó hơi bị lắc rồi nè, làm ra anh em ráp nhiều khi nó có một cái tiếng gõ đó, nó gõ này thấy không? Khi mình siết cứng lại nó vẫn gõ đó, thấy không? Hồng An giữ lại đây nè, đó, cái độ rơ của cái chuông nè. Làm ra cái này anh em muốn nó hết sao anh em, nó cũng dễ lắm. Nhiều khi anh em đa số là mua về gáp sao để nguyên vậy à, không để ý tới cái bộ phận này nha anh em, thấy không? Rất là quan trọng thấy không? Đó, độ nhịp da nè. Tuy rằng mình đã siết cứng rồi nha anh em, nó vẫn có độ lắc. Mà đa số anh em cũng bỏ qua cái trường hợp này hết, không để ý nha. Mà đối với Hồng An ráp máy á, là không phải như vậy nha. Anh em nhớ, mình ra ngoài, mình ra những chỗ mà làm tiện ép dên á, anh em mua mấy cái lông đền thép mà lông đền mỏng á anh em, chèm nó vô anh em ha, chèm vô. Đây kìa, chèm đây anh em, chèm vô, chèm vô. Anh em chem tới khi nào mà cảm thấy nó có cái độ rơi nhẹ thôi, đừng có gõ lớn quá là được rồi anh em ha. Đó, chem vô. Đó, chem vô bình vô. Đó. Đó. Thấy chưa? Nó đỡ nè, thấy không? Đỡ chưa? Chỉ một miếng nó đỡ nè, thấy chưa? Đó, nó bớt lắc rồi nè. Thấy không? Đó là một cái kỳ nghệ thuật nha, ráp máy chắc chắn là sẽ êm nha, không bao giờ gõ hết nha. Cái này do là sao anh em? Do mình cái quá trình mình sử dụng cái dơ nó lắc vô á, cái độ nhịp ở trong đây nó sẽ bị quát anh em, bị rơ đó, nó độ co giãn của cái bạc đại với cái dên đó, đó nó đâm ra nó làm cái lắc nè. Thì mình phải là làm bằng cách này đó, chêm cái lông đền thép mỏng ra những tiệm mà nó làm dên đó, ép dên đó, mình xin đó, nó rẻ lắm anh ơi, 1.000-2.000 miếng à, xin đó. Đó mình về mình canh vô, mà đa số canh một miếng là đủ rồi anh em. Anh em đừng có canh nhiều quá, canh hai miếng á, nhiều người mà mình khoái nó êm quá không được nha, canh nhiều quá đâm ra nó cứng anh em, khi mình rút qua nó cứng ngắc thì nó sẽ xây thôi, không được nha anh em ha. Đó, lắc nhẹ thì vậy là quá nè, rơ quá rồi, canh một miếng thôi là đủ rồi anh em, một miếng nó đâm ra cái độ quay nó vừa thôi, bắt đầu nó vẫn nhẹ nha, anh em nên nhớ nha, siết là phải nhẹ cái chuông mới được nha, khi mình siết con tán vô mà cái chuông nó quay không được là sai nha, là mình canh quá dư rồi, quá dư là cái chuông nó sẽ không có thể nào nó quay được nha. Đó, quay sống anh thấy chưa? Đó, mà lỏng quá thì không được, lỏng quá nó kêu nó gõ. Khi anh em gáp vô hết đó, nó sẽ có những cái tiếng gõ. Đâm ra anh em tưởng là nó gõ dên, gõ cái lưng cái gì đó, không phải nha. Tiếng gõ của cái chuông nó nhiều tiếng gõ lắm, nhưng mà anh em trong nghề nghe rõ
nghe cái tiếng nào mình hình dung được cái tiếng đó thôi à. Đó, đó nó gõ đấy không? Đó, khi mình chạy nó sẽ gõ. Đó, đó, đó ghê lắm. Làm sao mình phải canh, canh một miếng là đủ rồi. Đó, canh một miếng thôi. Nếu anh em nào kỹ mình xài thước banh me mình đo. Đó, mình mua 1 gem, 2 gem gì đó. Đó, mình mua. Đó, mình đo cái độ mỏng của cái miếng thép này, mình đi mình mua cho nó chuẩn luôn. Đó, như vậy thôi anh em. Cái nồi thì hôm nay thì Hồng An cũng phân tích chỉ dựng cho anh em trong cái nghề gắp xe, gắp được những chiếc xe chuẩn, chất lượng, êm, bền, bốc, quý khách phục vụ được ok hơn thì anh em sửa xe được đắt khách hơn. Cái đó là một cái tiêu chí của Hồng An giúp cho anh em thôi ha. Nói chung Hồng An có những cái kinh nghiệm nào Hồng An từng biết thì Hồng An sẽ hướng dẫn cho anh em hết á, để anh em mà thợ thầy gì đó có được những cái kiến thức này, vì thực sự là những cái này nó rất là khó, không ai chỉ với mình đâu anh em. Nhiều khi trong quá trình mình làm nghề dạy thôi anh em ơi. Đây là Hồng An cũng tự lúc trước cũng mài mò nghiên cứu rồi mình biết được những cái căn bản nhất, bắt đầu mình chia sẻ lại cái kinh nghiệm cho anh em sửa nó đỡ bị dập, đỡ bị giặt. Nhiều khi những cái tiếng nhỏ mà anh em mò không ra đâu anh em ơi. Nhiều khi mình làm hoài Hồng An từng làm, Hồng An biết mà. Nhiều khi nó giặt những cái tiếng nhỏ thôi, như anh em sửa cả ngày đó mà chưa có chắc êm đâu, vì không biết cái bệnh nó nằm ở đâu hết. Mình làm tới làm luôn nó mất thời gian anh em thợ mình, và vừa mất cái luôn cái chiếc xe nó không được bền, thì mở tới mở lui giết nó đồ nó nhão hết trơn anh em, đúng không? Làm ra mình biết bệnh nào mình làm bệnh đó cho nó chuẩn, cho nó êm thì chắc chắn là khách hàng nó cũng thích nữa. Mình nghe được tiếng nào mình biết thì biết được cái tiếng đó là mình chỉ một cái một thôi là xong rồi, là người ta biết mình tay nghề nó tới đâu. Chứ nhiều khi sửa chỗ này, sửa chỗ kia, rút cuộc nó sửa lui nó mất thời gian, và vừa tốn tiền khách hàng của mình nữa, và vừa mất đi cái chức viên của một chiếc xe gỡ tùm lum hết. Thực ra nó chẳng có gì hết, mà chỉ nó đơn, rất là đơn giản, cái lỗi nằm ngay chỗ đó thôi anh em. Hồng An hôm nay chia sẻ những cái kiến thức căn bản. Trước tiên là anh em nhớ nha, trước khi ráp cái nồi, anh em đừng có bao giờ làm biến quên cái này nha. Lượt nhất rất là quan trọng, phải sạch sẽ hết, để nó bơm nhớt được mạnh. Nhiều khi nó dơ quá, nó cạn nhớt á, là bơm không được, nuôi cam cò là dễ bị cháy lắm nha anh em ha. Nhất mạnh nhất yếu là do cái cục bơm này nè, với cái lược này nữa nè, nó bị bí, bị nghẹt, coi như là bơm nhớt không có lên được anh em. Thứ hai là những cái lỗ này phải vệ sinh sạch sẽ lại, thục cho nó thông hết, để nó nuôi bạc đạn dên, nuôi tai. Là cái đường nhớt này nha anh em, đường nhớt này nó nằm trong cái nồi đó anh em. Đó, chỗ này nè, đó nhớt nó bông chua đây nè, nhớt chua đây nè, đó bắt đầu nó nuôi trên đây đó, nuôi trong cái dên á, tai dên, bạc đạn dên, làm bộ phận này nuôi nè nha anh em, nhớ nha, đừng có để cho nó bị bí, bị nghẹt là nó sẽ nuôi dên, nó sẽ yếu đó, cháy dên nha anh em ha. Thứ ba là kiểm tra xe nào mà số nó bị sượng á, vô số rất là khó, phải đập mạnh, đập tới đập lui nó mới vô được, bị dướng á là coi cái càng lừa heo nha anh em. Mình ra tiệm mình mua á, càng lừa heo, nó gọi là cần lừa số đó. Đó, mình nhìn kỹ cái con nó phải đẹp, đừng có bị quát, bị cong là cũng không được nha anh em. Cần số mà bị cong á, vô số cũng khó nha. Cái càng này nó bị ẩn đó anh em, vô số rất là khó nha. Đó, và một cái trường hợp nữa, cái lò xo này mà bị gãy á, là vô số không được nha anh em ha, nhớ nha. Cái số đó nằm chết một chỗ luôn nha anh em, là do cái lò xo này dễ bị gãy nè. Nhiều khi anh em đang chạy giữa chừng á, đạp một cái bắt đầu nó chỉ chạy được cái số 3 không anh em. Đó là bị cái này nè, nó gãy rồi, đâm ra nó móc không được ha. Đó, cũng quan trọng lắm nha. Cái này chỉ cần thay càng lừa là hết, là chứ không cần trẻ máy gì hết nha anh em. Nhiều khi thợ họ vẽ mình làm ra trẻ máy này kia, không phải nha. Càng lừa này nó cái lò xo này cũng dễ lắm. Đó, nó bị gãy là mình thay thôi, nhưng mà vô số là chỉ có vô được một số thôi. Nó chết số 3 hay số 2 luôn à, không thể nào đạp tới đạp lui được nữa nha anh em. Vậy thôi. Cái này nó khó hư lắm, cái bông mai số này khó hư lắm, những cái chốt bi nó khó hư lắm. Chỉ có như vậy thôi. Bộ nồi bộ số không, vô số dướng nhưng cái tình trạng này thôi. Rồi ok nha, để một lạp Hồng An sẽ ráp một cái clip mới nữa. Rồi Hồng An thôi sẵn clip đi luôn đi, Hồng An sẽ ráp cái bộ nồi cho anh em xem cái tốc độ và cái thời gian Hồng An ráp khoảng bao lâu nha anh em ha. Bây giờ Hồng An chuẩn bị ráp lên nè. Những cái đồ này Hồng An cũng là chuyên nha anh em ha. Những
cái này là do Hồng An đi tiện đó, lúc trước á, nghề lúc trước Hồng An tiện đó. Những cái chui này là tiện lại rồi mình đi chui cho nó cứng, đồ nghề của Hồng An riêng anh em ha. Cái này cũng vậy nè. Đó, mình tiện mình chui nè. Đó, của nó là cục dài đó, mình tiện lại cho nó nhỏ lại, chui cho nó cứng để mình bắn ốc nó dễ anh em, thấy không? Đút giọt đây nè. Đó, chứ đúng ra là của nó là không bao giờ lọt đây được đâu. Đó, mình tiện chui lại cho nó nhỏ. Để nó bấu vô. Rồi ok nha, chuẩn bị Hồng An ráp thì anh em nhớ theo dõi Hồng An ráp cái bộ nồi khoảng bao nhiêu phút nha anh em ha. Xem lâu nghề, lâu quá rồi Hồng An có lục nghề hay không nha. Nhiều khi lâu quá không đụng tới cái máy nó lục nghề nha. Sẵn có dịp về Covid rồi buồn ráp cho anh em xem cái chiếc xe này Dream Thái 7 số nha anh em. Xe cũng còn khá lắm á, chiếc xe zin hết á. Zin cũng còn đẹp cho anh em. Cần lừa của Dream Thái nè, có dấu chấm sơn nè. Xe này Hồng An làm lại bộ nồi hết cho ok ha, cho nó chuẩn luôn. Rồi chuẩn bị ráp nha anh em ha. Anh em chuẩn bị coi cái giờ nha. Để lục nghề rồi, không biết cái thời gian mình bao lâu ráp được cái bộ nồi này. Rồi đợi chút nha anh em. Rồi Hồng An ráp nha anh em. Anh em coi giờ giùm Hồng An nha. Bao nhiêu lâu ráp được cái bộ nồi nha anh em. Lâu quá lục nghề. Cả 10 phút chúng ta. Lâu quá quên nghề. Ồ, không được rồi. Chẳng mang tay rồi. Cái này thu rồi, còn tay rồi. Bây giờ lấy giùm cái tay 10 đi. Cái tay 10 á. Nó bị dướng cái súng. Có vậy thôi, tay 10 được rồi. Rồi đúng rồi. Anh dưới cái súng. Súng thì mình xài tay đâu, đơn giản mà, xài tay là bình thường thôi. Đó. Quay nhẹ nha anh em. Dưới này mình xài tay. Phe nóng đền. Số này. Rồi, em. Chúng ta cũng vậy luôn. Không đền ốc vào đây. À, như đang giỡn thôi cái đâu chưa. À, ok không bắn chỉnh tốc độ lên. Em đu thấy chưa? Hồi nãy không ăn canh đó, nó hơi bây giờ nó vô nhẹ hiệu nè. Hết lắc nha anh em, đâu có lắc nữa đâu, thấy không? Canh một miếng thôi nha anh em, đừng canh nhiều quá. Rồi mình gài nó lại thôi. Nó gài lại. Nó có cái chân đó anh em. Rồi gài lại. Bóp lên em. Vô. Ba lỗ. Lâu quá tay cung hết trơn anh em ơi. Lâu quá không có làm được nghề. Một em. Không làm cái gì vậy lâu quá nó lục nghề à. Lâu 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 rồi phải giật cho anh em xem á. Dài ba cái chiêu thằng sẵn mình luyện lại cái tay nghề của mình luôn. Buồn làm gì anh em, dịch bệnh thì mình có lấy ra mình mò. Tay nghề mà nó yếu rồi, lâu quá không dập nó yếu rồi anh em. Rồi xong rồi đó anh em.
không? Bạch đạn nè. Đổ nó vô. Bạch đạn ngồi cho anh em. Rồi. Chặn lừa. Số. Rồi xong. Đặt vô. Kiểm tra anh em ha. Số vô. Rồi. À, không ăn chỉ anh em luôn nha. Anh em mà muốn chỉnh cái nồi nó cắt không cắt á, anh em trước khi ráp anh em vậy nè anh em. Đó, cho nó chuẩn luôn. Chả sao về cho nó hở ra nha anh em. Đó, nó hở ra. Nó đặt cái luôn nó hở ra là ok nha anh em thấy không? Đó, nó hở nè. Nó hở ra là ok nha anh em ha. Đó là biết mình ráp cắt chuẩn rồi đó nha anh em. Đó. Là mình biết đó là cắt hay không cắt rồi đó. Còn mà ráp tới ráp luôn mà nó không hở là anh em phải kiểm tra lại á, ráp nó sai rồi nha anh em. Đó. Chặn vô. Xong. Rồi, bắn vô nha anh em. Thử cắt nha anh em ha. Đó, cắt nè. Xong rồi em. Rồi bao nhiêu phút rồi? Đó, nó rất là đơn giản đó, thấy chưa? Bộ nồi ráp như vậy là xong rồi đó. Rồi mình dặn nút nhớt vô. Thì mình quên đó anh em. Rồi mình đổ nhớt vô là xong rồi anh em. Rồi mình muốn ngon mình chuẩn á, mình canh lợi vô số nhẹ không nhẹ mình cắt nha anh em ha. Thử nha. Số này nó hơi nặng nha anh em. Mình muốn vô số nhẹ nó cắt á mình chỉnh. Chỉnh tới chút nữa. Rồi. Dặn theo kim đồng hồ nha anh em ha. 1/4 vòng thôi. Đó, cắt đó anh em thấy không? Đó mình dặm nó cắt rồi đó. Rồi xong anh em. Rồi. Vậy thôi. Đó, chương trình hôm nay chỉ có vậy thôi anh em ơi ha. Đó. Một chiếc xe ráp hoàn hảo cái nồi. Đó, bye bye mọi người nha. Anh em nào thích thấy hay thì hãy chia sẻ giùm Hồng An nha. Chia sẻ và like cho Hồng An, kênh của Hồng An ngày càng phát triển hơn. Cho anh em mình đến với nhau giao lưu học hỏi những cái kinh nghiệm từ máy móc, từ cái chiếc xe. Những chiếc xe đẹp, xe chất. Chia sẻ nhau, học hỏi lẫn nhau đó anh em. Chứ ngoài ra chẳng có ý kiến gì nha anh em ha. Chẳng có mục đích hay gì hết trơn nha anh em ha. Mục đích sống của mình là chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức cho anh em, cũng như là cho cộng đồng tất cả mọi người trên toàn quốc mình cùng hiểu biết về những cái dòng máy, những cái bệnh về xe, những cái nguyên lý căn bản của một chiếc xe thế nào cho nó hoàn hảo và tốt nhất nha. Rồi bye bye mọi người.